Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành đường và cầu qua sông Cổ Cò thuộc địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. Công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò được khởi công vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, có điểm đầu tại nút giao thông đường Trần Đại Nghĩa với đường Võ Chi Công, điểm cuối tại nút giao thông đường Võ Quý Huân với đường ven sông Cổ Cò thuộc khu dân cư Tân Trà. Công trình được thực hiện từ nguồn vốn vay của Quỹ OPEC về phát triển quốc tế, Quỹ OFIT và vốn đối ứng của thành phố Đà Nẵng với tổng kinh phí đầu tư là 172 tỷ đồng. Công trình tạo nên trục giao thông chính, kết nối khu vực trung tâm thành phố, sân bay quốc tế qua các khu vực dân cư mới hình thành ở khu vực phía đông nam Đà Nẵng như khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, khu đô thị FPT, kết nối đến các khu du lịch, nghỉ dưỡng ven biển và phố cổ Hội An, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng. Công trình có tổng chiều dài hơn 1.160 m với quy mô 6 làn xe, trong đó phần 2 làn xe chạy là 21 m, lề đường và giải phân cách là 12 m. Phần cầu thiết kế theo dạng kết cấu khung vòng bê tông cốt thép với sơ đồ nhịp 25 m cộng 50 m cộng 25 m đặt trên hệ thống móng cọc khoan nhồi. Công trình được đầu tư hoàn chỉnh gồm đường, cầu, hệ thống thoát nước, cây xanh, cấp nước tưới cây và điện chiếu sáng. Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh đã biểu dương các đơn vị quản lý dự án, đơn vị nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ bàn giao công trình đúng kế hoạch đề ra. Suốt hơn 18 tháng vừa thiết kế vừa thi công công trình, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhất là giai đoạn bùng phát dịch bệnh COVID-19, công trình phải tạm dừng hoạt động. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố Đà Nẵng, sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị tham gia dự án, nhất là các kỹ sư và công nhân trực tiếp, công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là một sự kiện quan trọng sau khi thành phố chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch và đang tiến hành khôi phục và phát triển kinh tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng biểu dương ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của ngành giao thông vận tải thành phố, tập thể kỹ sư, công nhân của các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát của ban quản lý trong việc triển khai thi công, hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng ngày hôm nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu ngành giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tích cực chủ động trong việc theo dõi, giám sát chất lượng công trình được khai thác, sử dụng một cách hiệu quả và bền vững. Tại buổi lễ, có 4 tập thể và 6 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát và thi công công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò.